Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV và đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của nước Đức, hãng xe sang luôn đấy ạ. Đó chính là chiếc xe Mercedes GLK 220 ạ. Thưa với quý vị các bạn, ở phiên bản Mercedes GLK thì nó cũng có rất nhiều phiên bản, nhưng phiên bản hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn đó chính là chiếc xe Mercedes GLK máy dầu CDI đấy ạ, 4Matic. Chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi. Cụ thể thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn về cái đồng hồ của chiếc xe ở cái phần lát nữa sau. Tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị các bạn cụ thể từng chi tiết từ đồng hồ cho đến cái phần nội thất cũng như option của chiếc xe nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần ngoại thất của chiếc xe này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, nhìn qua về cái phần ngoại thất, nhất là cái đằng trước đây, thì chắc quý vị và các bạn cũng đoán được là tại sao lại phiên bản GLK 213 mà lại mẫu như thế này ạ. Thì quý vị và các bạn chắc là cũng đang thắc mắc đúng không ạ? Đây là cái phiên bản này là chủ xe cũng đã độ lên rồi quý vị và bạn nhé. Độ cái mặt ca lăng này. Đấy. Chiếc xe này thì bây giờ là chủ xe vừa với độ vào tổng cái tiền độ của cái đồ của chiếc xe này cũng lên đến gần 100 triệu đồng quý vị và bạn nhé. Từ cái mặt ca lăng này cho đến những cái phần la răng này, dàn lốp này, các thứ chủ xe đã độ vào mất gần 100 triệu đấy quý vị và bạn nhé. Và đây là cái dòng máy dầu đi cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ kinh tế và hiệu quả quý vị và các bạn nhé. Đây, chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chúng tôi đang bán với giá là 790 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Sản xuất năm 2013, nếu như quý vị và các bạn nào mà vẫn có nhu cầu về trả góp thì chúng tôi vẫn làm hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn được. Vẫn vay được đến 70% giá trị của xe. Vẫn vay được với 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất thì cực kỳ lưu đãi thôi quý vị bạn nha. Và chiếc xe này được đăng ký là màu xám quý vị bạn ạ. Màu xám hay còn gọi là màu lông chuột đấy ạ. Cả một cái dàn lốp này thì đều rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, đây dàn lốp này vừa mới độ, chủ xe cũng vừa mới độ được mấy tháng thôi. Cả dàn lốp Michelin mới và la răng đấy ạ. Rất là đẹp cả dàn luôn. Đấy, rất là đẹp luôn đấy ạ. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua được chiếc xe này về đi thì phải nói là cực kỳ tốt đấy ạ. Vì là anh chủ xe này cũng rất là kỹ tính, rất là cẩn thận, lúc nào cũng chăm chút cho chiếc xe. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng vừa mới lấy từ tay anh chủ xe ra đây là chúng tôi chụp, tôi quay, giới thiệu luôn cho quý vị các bạn. Chứ cũng chưa phải làm bất kỳ một cái gì cả vì ông anh này rất là kỹ tính. Xe lúc nào cũng phải sạch sẽ và đẹp đẽ bóng như thế này đấy ạ. À, đi xe lúc nào anh cũng phải bóng như này, sạch sẽ như thế này đấy ạ. Cho nên chúng tôi mua về là chúng tôi không phải làm bất kỳ một cái gì nữa cả. Cái đấy là điều đấy là chúng tôi xin cam kết với quý vị các bạn đấy. Xe vẫn còn là vừa mới giao từ anh chủ xe ra là tôi nhận, là tôi quay, tôi đem lên tôi chụp, tôi quay luôn cho quý vị các bạn cùng xem đấy ạ. Nhìn tổng thể về cái phần bên ngoài, tức là cái phần bên ngoại thất của chiếc xe ấy, là không có một cái vết xước nào luôn. Đấy, ông anh đi rất là cẩn thận và kỹ tính đấy ạ. Rất là đẹp. Ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Không có một vết xước nào luôn mà rất là bóng bẩy, lúc nào cũng sạch sẽ đẹp đẽ như vậy. Đúng là dân đi xe sang nó khác luôn. Tôi bán thì chủ yếu là những cái dòng xe bình thường, những cái xe bình dân thôi. Nhưng mà thỉnh thoảng mới mua được những chiếc xe sang, như những chiếc xe sang như thế này thì phải nói là chủ xe rất là cẩn thận ấy. Gần như anh nào đi xe sang chủ xe cũng rất là cẩn thận. Đấy. Và về option của chiếc xe này thì rất là nhiều option quý vị và các bạn nhé. Xe cũng đã được là gương chiếu hậu này, gập điện này, tích hợp xi nhan trên gương này. Đây có cả camera sườn. Và chủ xe cũng đã độ thêm cả phần cảnh báo vượt nhé. Cảnh báo vượt, khi nào mà có xe vượt từ đằng sau thì là nó sẽ báo ở trên đằng trong. Lát nữa thì tôi quay vào bên trong xe thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn chi tiết về những cái phần đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp này. Từ những cái dàn lốp này đến bậc cửa này cũng chưa có xước sát gì cả. Đấy. Đèn xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led này, đèn daylight đấy, đèn led hay gọi là đèn daylight đấy. Đây là cái đèn xi nhan thôi. Và bên dưới thì có cả đèn gầm cũng là đèn bi. Đèn gầm cũng là đèn bi và có cả cảm biến trước luôn đấy ạ. Có cả cảm biến trước, đèn pha bi xenon, rửa đèn pha luôn quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 10 vạn km rồi.
Đấy, cái mặt ca lăng này là ông chủ xe mới độ thêm đây, chứ nguyên bản của nó là la răng nan ngang, ca lăng nan ngang. Đấy, ca lăng này đã được chủ xe độ khác đi rồi ạ. Cũng rất là đắt tiền đấy ạ. Vì cái phiên bản Merc ở cái hãng xe sang như thế này thì đồ đạc phụ tùng của nó cũng tương đối là đắt. Và chiếc xe này thì chủ xe cũng đi chăm sóc rất là kỹ, bảo dưỡng rất là tốt. Cho nên bây giờ quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ dầu mà chạy thôi nhá, không tốn một giọt xăng nào đâu ạ. Đấy, chiếc xe được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Đấy, nhìn về cái đằng sau thì quý vị các bạn cũng thấy luôn đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là camera lùi này, cảm biến lùi này, bô đôi. Đấy, phiên bản GLK220 CDI 4MATIC. Đấy, chưa, cái cụm đèn này cũng còn đều rất là mới này, chưa có một vết xước nào luôn ở cái đèn này. Cụm đèn rất là mới và còn nguyên bản hết nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn về chiếc xe này này. Thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản ạ. Đấy, cái những cái đấy là chúng tôi sẽ cam kết với quý vị và các bạn, có thể cam kết bằng văn bản. Nếu như quý vị và các bạn mua cái chiếc xe này về mà thấy đi một thời gian quý vị và các bạn phát hiện ra là xe bị lỗi, xe bị ngập nước, xe bị máy móc làm lại rồi, quý vị và các bạn có thể đem đến chúng tôi sẵn sàng nhận lại xe và trả lại tiền cho quý vị và các bạn ạ. Vì chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị và các bạn rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Mercedes GLK 220 2013 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc quý vị và bạn có thể qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin quý vị và các bạn hãy like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về cái phần nội thất của chiếc xe này nhé. Trước tiên thì chúng tôi sẽ mở cái cánh cửa bên lái này ra cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, chiếc xe này là 2013. Chạy cũng đã tính ra được 7-8 năm rồi, cô dâu 8 tuổi rồi, cho nên là tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn cho quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên là vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ cánh cửa này, nguyên bản luôn đấy ạ. Keo chỉ này, đến táp bi cửa này. Đấy, táp bi cửa này. Tất cả là đều nguyên bản hết quý vị và các bạn nhé. Này, từ ghế thì đã được ghế chỉnh điện rồi này. Đấy, chỉnh điện ở trên cái táp bi cửa này luôn. Và nhớ ghế 3 vị trí. Đây là cái cụm điều chỉnh lên xuống kính này, gương gập điện này. Cốp này, cốp sau cũng là cốp điện rồi quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp này. Riêng ở cái phân khúc xe sang thì quý vị và các bạn thấy được luôn này. Thiết kế cũng rất là đẹp mắt này. Tất cả những cái thiết kế của Merc thì bao giờ cũng làm cho người sử dụng không bao giờ thất vọng được ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn. Đấy, và ông chủ cũng đã sử dụng sàn 5D luôn nhá. Sàn 5D rồi này, rất sang trọng, rất là đẹp, rất là sạch sẽ cho chiếc xe. Và tiếp theo sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần đằng sau của chiếc xe nhé, nội thất phía sau của xe. Đầu tiên thì vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần táp bi cánh cửa phía sau đã này. Đầu tiên là mời quý vị và bạn xem về cái phần keo chỉ này. Keo chỉ vẫn còn nguyên bản luôn quý vị và các bạn nhé, keo chỉ nguyên bản này. Rồi táp bi còn rất mới, rất là đẹp này. Ốc bản lề cũng còn rất đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Ốc bản lề còn đẹp, đấy, còn nguyên bản. Và cái nội thất phía sau này thì rất là mới rồi. Đấy, quý vị các bạn nhìn thấy đây là chiếc xe này của ông anh đi làm, cho nên là phần lớn là chỉ một mình anh đi thôi. Đằng sau này thì không có người ngồi mấy, thi thoảng về quê thì lại về đông người, gia đình anh đông người lắm, thi thoảng về quê thì anh lại có một chiếc xe khác to hơn để đi. Đấy, cho nên là rất là đẹp, nội thất phía sau này cực kỳ đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, và cũng đã được lắp sàn 5D, trải sàn 5D, vừa đẹp vừa sang trọng vừa sạch sẽ đấy ạ. Đấy, và chiếc xe này cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi quý vị các bạn nhé. Táp bi, táp lô rất là đẹp. Ghế này, ghế từ những cái tựa này cũng là chỉnh điện luôn đấy quý vị các bạn ạ. Ở dòng xe sang này nó sẽ khác hẳn so với những chiếc xe ở cái phân khúc thông thường. Đấy, sau đây thì tôi sẽ lên xe để mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option của chiếc xe nhé. Mời quý vị và các bạn cùng tôi xem là tôi sẽ
Tôi sẽ nổ máy này lên cho quý vị và các bạn cùng xem này. Tôi đã nổ máy rồi. Động cơ diesel, máy dầu đấy, nhưng mà rất là êm quý vị và các bạn ạ. Ngồi trong xe này thì không có thể nghe được tiếng máy đâu ạ. Và chiếc xe này đã lăn bánh được chính xác là 10 vạn km rồi nhé. 10 vạn 039 nghìn. Đấy, đây là chính xác của cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe này. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị rất là nhiều option. Vì ở cái phiên bản xe sang, ở cái phân khúc xe sang đấy, thì option thì quý vị và các bạn không phải thắc mắc về cái phần option nữa. Thứ nhất là rất là nhiều option, đủ option và rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp đấy quý vị và các bạn. Từ xem từ những cái phần núm điều chỉnh gió điều hòa, tất cả những cái dòng cửa gió điều hòa này, rồi những cái phần những cái nút này rất là đẹp luôn. Đấy là cái phần thiết kế nhá. Và xe cũng đã được trang bị là cái màn hình, xin lỗi quý vị và bạn, cái màn hình giải trí đa phương tiện này là ông anh độ lên nhé, cùng cái gói độ mà ông anh đã độ lên cái màn hình Android giải trí thông tin đa phương tiện này là ông anh độ lên, chứ còn cái đầu nguyên bản của nó vẫn cất ở trong góc nhà. Nếu như quý vị và các bạn nào mà muốn về nguyên bản thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, và cái phần trần đây, từ những cái phần nỉ trần các thứ này đều rất là mới, rất là đẹp luôn này, rất là mới, rất là sạch sẽ, đẹp đẽ. Đồng hồ công tơ mét các thứ rất là mới, rất là đẹp này. Ghế trước đều được chỉnh điện này, kể cả ghế bên phụ cũng có chỉnh điện và có cả nhớ ghế luôn. Đúng là đến từ phân khúc xe sang, có khác cái gì cũng có, không thiếu một cái gì cả. Mà chiếc xe này sản xuất từ năm 2013 đến nay đã là 8 năm rồi mà option nó đã nhiều thế này rồi. Đúng là hãng xe từ nước Đức này thì không bao giờ làm cho người tiêu dùng thất vọng cả. Còn rất là mới, rất là đẹp luôn đúng quý vị và nhá. Máy dầu mà nổ êm như thế này ạ, chúng tôi đang nổ máy rất là êm mà lại không nghe tiếng máy. Ngồi trong xe này thì không có nghe tiếng máy gì đâu. Tôi đang để cửa gió điều hòa nó hơi to một chút, tại vì hôm nay rất là nóng, cho nên tôi để cửa gió điều hòa to để nghe tiếng gió, cửa gió điều hòa thôi, chứ còn máy móc thì không nghe tiếng được đâu, rất là êm. Đấy. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần cốp sau của chiếc xe nhé. Cốp sau đây, đây là cái chìa khóa này, cốp sau cũng là cốp mở điện rồi quý vị và các bạn ạ. Đấy. Đấy, tôi sẽ cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần cốp sau của chiếc xe. Đầu tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về những cái phần ốc cốp sau này. Đấy, ốc cốp sau rồi đến những cái phần keo chỉ này, để quý vị và các bạn thấy được là nó còn nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Đấy, và rất là mới đây quý vị và các bạn ạ. Đấy, ông chủ xe đã rất là cẩn thận này, lót sàn 5D đấy, cho nên là rất là mới đây nhé. Nên chúng ta sẽ bóc lên này, bên dưới này cũng rất là mới này. Đấy, lốp xe cua này, lốp xe cua nó ở cái dạng xịt, khi nào dùng đến mới phải bơm lên thôi, chứ còn bình thường là nó sẽ hạ xuống như thế này, không gấp, rất là gọn trong đây ạ. Phần trần, nỉ trần cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp đẽ luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Phải nói là bỏ ra 790 triệu mua chiếc xe này về sử dụng thì quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là chiếc xe rất là đẹp, thứ hai nữa option rất là nhiều, thứ ba nữa là rất an toàn vì là mẹc mà. Đấy, cốp điện. Đấy, cốp chỉnh điện hết rồi quý vị các bạn nhé. Và đây, tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ này ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Đấy, đây là cái tab đi cửa phía sau bên phụ này, rất là đẹp luôn. Ghế sau thì không có ghế chỉnh điện đâu quý vị và bạn nhé, chỉ có hai hàng ghế trước là ghế chỉnh điện thôi. Rất là mới, rất là đẹp luôn đấy. Keo chỉ cũng đều nguyên bản hết ạ. Ốc cốp sau này, ốc cánh cửa phía sau này cũng còn nguyên ạ, chưa có tháo ra, còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, nguyên bản hết, máy móc nguyên bản, keo chỉ cũng nguyên bản hết luôn đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái tab bi cửa trước bên phụ. Đấy, đây là cái tab bi cửa trước bên phụ này, cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và các bạn nhé. Từ keo chỉ này, từ keo chỉ này cho đến tab bi. Đấy, nhớ ghế, ghế chỉnh điện và nhớ ghế cả ở cái tab bi cửa kia
bên phụ đây ạ. Đấy, ghế bên phụ cũng là ghế chỉnh điện, keo chỉ nguyên bản này, ốc bản lề còn nguyên bản này. Ghế chỉnh điện nó khác với những chiếc xe khác nhá, là ghế chỉnh điện được thiết kế ở trên táp bi cửa luôn, ngồi chỉnh rất là tiện quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn đấy. Phần nội thất thì không có gì để chê cả, còn rất là đẹp, rất là mới luôn đấy. Về tiếp sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái phần khoang máy cũng như là cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo đã nào. Đấy, mời quý vị và các bạn cùng xem ạ. Đây là cái ốc cabo nhá, còn nguyên bản này. Ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Đấy. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi vừa mới lấy của ông anh về cái là tôi đem ra đây, tôi quay, tôi chụp luôn. Tôi cũng xin thề với quý vị các bạn, tôi còn chưa rửa cơ ạ. Đấy, chiếc xe này tôi còn chưa rửa luôn nhé. Và cái ốc nó còn nguyên đây ạ. Ốc cabo còn nguyên này, keo chỉ còn nguyên. Điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị lâm đụng hay là chưa có bị va chạm về từ phía sau cả đấy. Cái phần máy móc đây ạ. Máy móc này thì riêng về cái phần xe mẹc ấy, nó rất là kín đấy quý vị các bạn ạ, nó rất là kín. Cho nên là quý vị các bạn cũng phải đến xem trực tiếp. Tôi khuyến khích quý vị các bạn đến xem xe trực tiếp, check trực tiếp, có thể dẫn theo thợ đến kiểm tra thì tốt hơn. Vì là cái phần những cái dòng xe châu Âu này, máy móc nó rất là kín, nó nhìn nó không có thể rõ được những cái ốc, những cái như phần máy như cái phần xe của những dòng xe Nhật đó. Thì cho nên là tôi khuyến khích quý vị các bạn cùng đến tận nơi xem trực tiếp để quý vị các bạn thấy được là nó còn đẹp như thế nào ạ. Còn về quay thì là tôi không thể quay được sát về những cái ốc cho quý vị các bạn cùng xem đâu, vì máy nó kín như thế này đấy ạ. Đấy, và mặt ca lăng đây quý vị bạn, đây cái phần ca lăng mà tôi giới thiệu với quý bạn ngay từ đầu đấy ạ, là do anh chủ xe này độ lên nhá quý vị bạn nhá, độ thêm ca lăng, độ thêm la răng, ca lăng và la răng ạ. Đây là cái mặt la răng mà anh chủ độ lên, la răng lốp mới tinh. Đấy, đã độ lên rồi đấy ạ. Đây là những cái phần độ lên đấy ạ. Vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu hết cho quý vị và các bạn từ nội thất cho đến ngoại thất rồi đến máy móc cho quý vị và các bạn cùng xem về chiếc xe Mercedes GLK 2013 máy dầu này đấy ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang đăng bán với giá là 790 triệu đồng. Vẫn có thể bớt cho quý vị và các bạn nhé. Bớt nhiều hay bớt ít thì quý vị và các bạn cũng phụ thuộc vào cái độ nhiệt tình của quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn nhiệt tình cứ đến xem xe chạy thử, chúng tôi sẽ bớt cho quý vị và các bạn bớt thật nhiều với khách hàng nhiệt tình. Đấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh ô tô 360 chúng tôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.